Vâng, xin chào mọi người, chào cả nhà, chào các bạn, các bác. Chào mọi người, hôm nay em này vừa mới mua được chiều tối hôm qua, sáng hôm nay bây giờ mới làm video. Đang giới thiệu đến với các bác, anh, các bạn một chiếc Omni Cani, cái TBT Omni đều này. Con này hàng rẻ tiền các bác nhé, Pro 7020. Nhạc của anh lắm các bạn, đấy dàn đèn của nó là hai bên này này. Âm ly còn mới lắm các bác ơi, mới lắm nhưng nó chỉ là âm ly rẻ tiền đấy, âm ly gọi là đều cũng chả đúng, vẫn nghe được tiếng chả gọi là đều được, nhưng mà nó là hàng rẻ tiền nhưng nó còn mới lắm. Rồi vâng, thưa mọi người, như vậy tất cả các nút còn nguyên, mặt là mặt là sắt sơn là màu sữa, còn đẹp, đường karaoke ngon lành mềm mại luôn, rất đơn giản mà này là tiếng này hay nhá. Con này cũng thưa mọi người là đều đều, nhìn tháo ra nhìn ruột chạy bốn đề nhưng mà đẹp lắm, đường đẹp 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 lắm. Đây em tranh thủ đang cắm mic em test luôn cái đường, khi bật điện lên cái là nó sáng luôn cái bóng giữa của cái dàn đèn này với hai cái bóng của cái đường mic. Đây thưa các bác, em test luôn cái đường alo nhá. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, alo alo 1 2 3 4, alo 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 alo. Đây cả nỗ mic dưới vậy ngon lành, cái chân mic của em nó gãy rồi nhưng cắm vẫn hát bình thường. Alo 1 2 3 4, alo 1 1 2 3 4, alo 5 6 7 8 9, alo. Hoàn đều đồ cũng đều đều phò mà tiếng này hay ý. Cũng nói thật vậy rẻ tiền lắm các bác ạ, trả mấy trăm nghìn đấy, em bán mấy trăm thôi. Tất cả các nút music rồi cắt 3D 3 đung đây đầy đủ đây, chuyển đổi AB đây, cầu music này, rồi mono sit tay của đường karaoke. Nó cũng như những cái âm ly thông thường kia thôi, về mặt cấu hình đằng trước của nó là như thế. Vâng, nút lung còn nguyên, rất là còn mới các bác nghe, em quay bên trong một tí. Vâng, lại chạy bốn đèn các bác nghe, cái này kéo cả bát 20 ngon lành cành đào thôi. Đường vâng, biến áp 7A, 8A gì đấy, 10A. Biến áp 8A gì đấy. Cái này dùng để phát thanh alo các công sở con, khu bảo vệ nhà, trường học, trường hung, mầm non, mầm nung, hoặc là các bác hát karaoke gia đình kéo với cả bát 20 thì đúng kiểu của nó luôn. Vâng, nó chạy bốn đèn các bác nhé. Ôi còn mới lắm, con này còn mới lắm, đằng sau hai cầu từ thế. Ác chiến hết, đề chữ nghĩa nhiều lắm. Nhưng mà nó được cái là nó còn mới. Được cái này nó còn mới mọi người nhé. Nó còn mới mọi người mà tiếng hay lắm nhé. Đây phân loa đây. Đấy, phân loa nói một bên này không có nào. Cái chỉnh ăn bầm bập luôn. Đường karaoke ngon lành cành đào đấy mọi người nhá. Vâng thưa mọi người, con này em bán 600, em 600 tại cửa hàng các bác nhé. Còn mới lắm các bác ạ, còn đẹp lắm, lút lút còn nguyên si chả vấn đề gì. Dàn đèn rất là ghê nhé, đây này, dàn đèn thưa mọi người là nháy lên theo như. Cái này các bác trong những cái trường mầm non hoặc nhà chùa, nhà chiền hoặc là chỗ bảo vệ, bảo vung, các bác thông báo, các bác buộc vào những cái loa sắt, các bác alo rất là hợp lý luôn, nó còn mới, máy còn nguyên si trong chằm chằm luôn, em không phải sửa gì. Vâng thưa mọi người như vậy là máy còn nguyên 100% luôn, đầy đủ nó như vậy. Vâng, ai có nhu cầu dùng đến chiếc em bán 600 tại cửa hàng các bác nhé, không mà cả không bao ship đâu, máy còn nguyên zin, tiếng đánh rất tốt đấy nhá, đồng ý nó là hàng đều đều thôi nhưng mà nó còn nguyên xịn của nó, nguyên zin của nó luôn, thiết kế là nào còn nguyên zin làm vậy luôn. Vâng thưa mọi người như vậy nhé, ai có nhu cầu thì liên lạc cho em qua số điện thoại 0982482610. Vâng, cửa hàng em ở tại số nhà 150 đường Lê Lai, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Các bác anh ai ở gần đưa mang về khu các phòng bảo vệ, chung cư bảo vệ, các bác liên lạc cho em. Em ship hàng toàn quốc các bác nhé, có 600 nghìn thì cũng chả cần thiết phải COD đâu. Máy em bao zin bao sống ngon lành cho các bác anh ai ở xa thì cứ yên tâm. Có nào em xin trình bày đầy đủ như vậy. Các bác anh ai có nhu cầu dùng đấy thì liên lạc về cho em qua số điện thoại 0982482610. Em bán 600 nghìn tại cửa hàng các bác nhé. Chất âm rất hay, đường karaoke ngon lành trọn vẹn 100%. Em không phải chỉnh sửa bất kể một thứ gì. Em có giỏ vào các chiếc áp và một tí dầu. Vâng đấy, em cũng cứ giỏ vào các công tắc một tí dầu, bởi vì những con âm ly này thông thường trước sau cũng sẽ bị. Nên là cứ qua tay em là em phải xử lý luôn, để mọi người chơi yên tâm. Vâng, vỏ vung còn sáng sạch đẹp lắm các bác ơi. Đấy, còn mới lắm, rất là còn mới.
Đấy, vâng, em bán 600.000 tại cửa hàng các bác nhé, không mà cả không bao ship đâu. Con này nó ít thì ai có nhu cầu dùng đấy thì cũng chẳng cần phải COD. Đây chuyển em gửi số tài khoản, các bác gửi địa chỉ, em gửi bưu cục Viettel, bên Viettel Phốt người ta chuyển tận nhà cho các bác. Vâng, em làm đoạn video này gửi gắm đến mọi người, đến các bác, các anh, các bạn, ai là những người có nhu cầu xin liên lạc về cho em qua số điện thoại 0982482610 hoặc 0947631743. Cửa hàng ở tại số nhà 150 đường Lê Lai, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vâng, em cảm ơn mọi người, cảm ơn các bác, các anh đã dành thời gian xem video của em. Em xin chào mọi người.